Rồi, hello, xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Kiệt Bonsai. Thì hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị là hai phôi mai tứ quý và một cái mai tứ quý tàn lớn nè cô chú anh chị. Đó, đây là hai phôi tứ quý giá rẻ nha cô chú anh chị ơi. Rồi, quay đi khơi. Trên bằng quay là một phôi mai tứ quý là đế quái nha cô chú anh chị. Đây, đế thì giống đế thú luôn nha. Đây. Đó, quay chậm chậm cho cô chú anh chị xem rõ cái đế quái này, giống như đế thú nha cô chú anh chị. Đó, quay kì cho cô chú anh chị nhìn rõ một chút ha. Rồi chậm chậm đi khai, chậm chậm dừng lại. Đây. Nó như một con thú ở bên đây nè cô chú anh chị. Nè, chân sau nè. Bên đây nè. Rồi cứ chỉ ra giùm cái khác. Đâu, chỉ cái gì? Đó. Như con thú ha. Đây nó nhổng đít lên nè. Đó. Nhưng mà có đế quặm quặm xuống hết ha. Đế quái lắm cô chú anh chị ơi. Thân nè. Thân này về cô chú anh chị muốn cắt sao cắt, mình để nhiều vậy đó. Rồi đếm cho mấy thân kha. 7 thân. 7 thân. Rồi ở trong đây thì nó không có sẹo ha. Lúc trước trong nhà vườn họ cắt rồi không có tha keo. Nên hôm nay em về em đục tha keo lại, nó không có bị mục nha cô chú anh chị. Bao mục ha. Đục tới thịt tươi ở trong này. Tha keo lại. Rồi cho thông số coi. Hoành 28. Rồi 28, cao luôn khai. Chiều cao 98. Chiều cao 98. Đường kính mặt bầu. Đường kính mặt bầu 100. Lông thước, lông thước. Lông thước. Đường kính mặt bầu 55. 55. Rồi. Đo tổng cái nồi đế nó cái kha. Là 28. Đế nó sổ ra vậy ha, 28 này ha. Đó. Thì đế sổ 28 nha cô chú anh chị. Đây. Đế quái lắm nha. Ở ngoài nhìn quái lắm quý vị ơi. Coi, quen vòng nó cho giá cây số 1 luôn khai. Phôi mai tứ quý số 1 này có giá là 2 triệu 2 bao ship toàn quốc nha cô bác anh chị. Rồi, 2 triệu 2 bao ship toàn quốc. Rồi đổi thôi luôn khai. Rồi phôi tứ quý số 2 đã lên bằng quay. Cây này là lùng lực bút măng luôn nha cô chú anh chị. Cái giót ngọn, có giót ngọn đã lắm nha cô chú anh chị ơi. Đế thì nó bỏ cũng cộng bự cũng nhỏ nhưng mà nó đều nha cô chú anh chị. Mình quay cái thân trước rồi mình quay bộ đế cho cô chú anh chị xem. Đấy, có đều ha, nhưng mà có con nhỏ con bự. Rồi, cho thông số khai. Tôi cao danh luôn đi cơ. Đồ ngang mấy đế đó. Quỳnh thân 37. 37. Đâu. Rồi ngay vị trí này 37, xích xuống một tí nữa kha. Vẫn là 37. 37 nha cô chú anh chị. Cây nâng rất bự, nhịn ngoại sát rất bự nha cô chú anh chị. Rồi cao luôn khai. Cái này không có bị mục nha cô chú anh chị. Đục tha keo lại. Chiều cao 40. Cái này có cái nhánh rồi đục tha keo lại. Cao 40. Đường kính mặt bầu 32. Đường kính mặt bầu 32. Rồi quen vòng nữa xin giá cây tứ quý số 2 luôn khai. Phôi mai tứ quý số 2 này có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha các bác anh chị.
Rồi, phôi mai tứ quý số 2 2 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, tới cây số 3 là cây mai tứ quý, cây tàn. Cây tàn lớn hôm trước bị bể kèo. Có chú kia ông chốt và ông bận công việc gì đó. Nên ông không có lấy cây được của chú anh chị ơi. Hôm nay xin quay lại giao lưu lại ha. Hôm nay xin giao lưu giá rẻ lại. Rồi, cây mai tứ quý này thì cao tới nóc nhà luôn nha, đụng nóc nhà luôn. Cây này thì cao tầm 3 mét mấy. Ngang cũng 3 mét mấy cô chú anh chị ơi. Cây này mới đang lặt lá. Mới lặt lá được có mấy nhánh à. Đó, tàn rất là tròn nha, không thiếu một chi tiết nào hết nha. Nếu mà là em bao tròn, nếu mà lên không tròn là em cho không luôn, không lấy tiền, bao tròn luôn. Tàn rất là khủng. Đây, thân nữa nè cô chú anh chị. Thân rất là khe. Cây nhìn ngoài nó chà bá lửa cô chú anh chị ơi. Tay cành thì đều. Xương dày đặc luôn. Đặc biệt là cây tứ quý rất là mạnh nha cô chú anh chị. Cây này có cái củ nhìn phê lắm cô chú anh chị ơi. Củ rất là to nè. Đế nó bậm bậm thẳng thẳng xuống này cô chú anh chị. Đế đó. Chị chỉ cái đế ra cho cô chú anh chị xem. Cây này bao không thiếu đế nha. Đế rất là lực. Đế nằm trong này nè. Không thiếu chỗ nào hết trơn. Cây tàn nên em không có làm đế sâu ha. Em chỉ làm sơ sơ cho cô chú anh chị biết cái giai đế nó thôi. Đế nó cũng bậm xuống không lên chú anh chị ơi. Đo cái nồi đế cái kha. Rồi ngay vị trí cái cũ này là bao nhiêu? 77. 77 nha. Còn hạ xuống được nữa đó nha. Nhưng mà nay nó dướng tùm lum ghế hết trơn không hạ xuống được ha. Rồi vị trí cái gì là 77 nha cô chú anh chị. Đó. Mình đứng xa ra cho nhìn vị trí thước mà. Rồi, đo hoành thân luôn khai. Thân cần đo chuẩn chính xác luôn đây. Đo hai ba số đo cho cô chú anh chị xem. Thân ở trên đây là 50. Mình thân 50, vị trí này 50. Rồi đo xích lên chút nữa đi kha. Vị trí trên này là 52, 51. Đo xích sát dưới luôn đây kha. Cây rất là nở nha cô chú anh chị. Ở dưới đây vẫn là 50. Vị trí này vẫn là 50. Đó, rồi kỹ gì cho cô chú anh chị xem ha. Cây là vị trí chính xác luôn của nó là hoành 50 đó. Vậy bao số đo luôn, muốn đo chỗ nào cũng được. Từ 50 ăn lên chứ không có dưới. Thoát thân ngay kha. Từ gốc. Thoát thân 33. Thoát thân 33 tới cái độ trẻ đó là 33 ha. Về cô chú anh chị muốn cắt cái tàn này để ghép cũng được. Nhưng mà tàn này cắt uổng lắm cô chú anh chị ơi. Đường kính mặt bầu là 67. 67. Rồi từ mặt đất lên tới cái tay cành số 1 đó kha. Thì mặt đất lên tới tay cành số 1 là 62. 62. Rồi báo giá cây tứ quý luôn khai. Cái mai tàn tứ quý này có giá là 18 triệu bao ship toàn miền Nam nha cô bác anh chị. Rồi. Rồi xin chào cô chú anh chị đi Kha ơi. Chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại clip sau nha cô chú anh chị nha. Rồi, bye bye Kha luôn.